triển khai nhỉ? Em làm chứ, em thắng ạ, thắng một lên lên ngồi. Thắng ngồi lên. Thắng ngồi. Mày thi đấy, gì? Thi một gì? Thi điện trường. À, thi toán gì? Em hỏi về nhiều bài thắng cái quyển 1 là em thi đan 1. À, thi à? Thắng cái 1 đi. Rồi, ok. Nì cho sớm mất mình chân lắm. Hả? Nì cho sớm mất mình chân. Thì học rồi. Nghĩ chào sớm mất mình chân. Cái gì á? Nhưng mà anh đã có tên lên đâu? An Lý cũng gì à? Linh à? Trần Sư Lý. À, Trần Sư Lý. Đúng rồi. Nghĩ tố ta lắm. Chúng ta bảo rồi. Nghĩ tố ta lắm. Nghĩ tố ta lắm. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Nghĩ tố ta lắm. Của gì em? Em mười mấy tuổi nhỉ? Thì tôi ta lắm. Mười mấy? Mười ba tuổi. À, sao là mình mười ba tuổi là đúng rồi. Mình cha yếu chỉ cơ đấy á. Mình cha yếu chỉ cơ đấy. Mình cha yếu chỉ cơ là khoảng ngày có mấy người? Mình cha yếu chỉ cơ đấy. Mấy người? Của cha yếu chỉ cơ đấy. Chị cửa đấy. Chị cửa. Đúng rồi. Thì chắc hiểu chị cửa đấy. Nhi hiểu chị chưa mắc? À. Nhi hiểu chị chưa mắc? Có mấy ạ? À, nhi hiểu ti ti mắc? Có mấy ạ? Mày mấy nữa? Có mấy ạ? Mà nhi hiểu xoay. Xoay quá. À, cơ cửa. Cơ cửa. Nhi hiểu cơ cửa. Ý cơ cửa mắc? À, đây. À, ý cơ cửa. Đúng rồi. Nhi mà mà chua sao mà cũng chua? Nhi mà mà chua sao mà cũng chua? Nhi mà mà chua sao mà cũng chua? Cũng chua hả? Nhưng mà mẹ làm công việc gì? À. Thì mama chưa sớm mà cũng chưa. Công việc gì? Thì mang chưa sớm mà cũng chưa. Công việc làm cũng chưa học rồi. Làm việc làm cũng là cũng chưa. Công việc gì? Xem mẹ. Thế mà làm gì? Mở công ty mẹ tôi mở công ty là gì? Nói là mẹ tôi mở công ty. Mở. Mở là rồi. Thay. Mẹ tôi mở công ty của mama thay công sư. Thay công sư mà tôi. Nì mama khi nhà tôi ta là. Nì mama chín nhiên tụi ta là mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nì mama chín nhiên tụi ta là thế gọi là năm mươi tuổi đi là gì? 50 tuổi là gì? 50 tuổi. 50 tuổi. Đúng rồi. Nì đã soạn chu nà lưu xuế. Nì đã soạn chu nà lưu xuế. Em định đi đâu? Đúng không? Đã soạn chu chu Thái Lan. 打算去台湾留学，什么时候？你打算去台湾留学？什么时候？今年？今年对吗？今年？你打算去？几月？几月？还没？今年几月？还没那么耐。今年几月？还没啊，十二月啊，十二月。十二月。你学？你觉得学汉语难吗？你觉得学汉语难吗？我觉得汉语学汉语难吗？很难，对吗？你觉得写汉字怎么样？你觉得写汉字怎么样？哎，感觉比这个难听呢。你觉得写汉字怎么样？我觉得写汉字怎么样？很忙，很难，很难，很难，对吗？那个，你学英语吗？你学英语吗？我学英语。你好，你学英语几年了？你学英语几年了？哎，不就没那么多。听英语啊？啊，听英语那么多。你学英语几年了？你学英语啊？几年了？十八。十八。十八。十八。十八年了，行吗？十八年了。啊，十八年了，啊，不错。你有没有中国朋友？你有没有中国朋友？我有朋友中国。你有中国吗？朋友吗？你有中国朋友吗？你干嘛中国的？好啊。对。有。有。有几个中国朋友？你有几个中国朋友？我有两个中国朋友，不错。你喜欢看什么？你喜欢看什么电影？我喜欢电影。你喜欢看什么电影？哎，这边谁？你喜欢看什么电影？我喜欢呢看电影啊。看什么？看
看什么电影？你想问谁？中国谁？中国电影啊，哎，你喜欢看中国电影？不错。你常去看电影吗？你常去看电影吗？Andrew Lee Sam Kim Peng， 你常去看电影吗？你常去看。你常去看电影吗？Andrew Lee Sam Kim Peng， 你常去看电影吗？常看电影。常去看电影。那什么时候你有时间？什么时候你有时间？听到没？什么时候你有时间？没准备的。时间好多，队长。现在有时间对吧？现在有时间，不错。给莫呢？给莫，给莫谁嘛？你要买什么？我要买啊，汉语书。哎，汉语书啊，你要买几本汉语书？你要买几本汉语书？我要买两本汉语书。你要买词典吗？你要买词典吗？摸着脸都。你要买词典吗？我不要。不想买，你要买衣服吗？衣服吗？你要买衣服吗？我要啊。摸不拿哦。你要买衣服吗？不要。要几件衣服？你要买几件衣服？摸不拿。你要买几件衣服？两件。两件衣服。你有没有箱子？你有没有箱子？你有没有箱子？好啊，不搞啊，搞。你有没有箱子？我有。没有箱子，你有几个箱子？你有几个箱子？两个箱子。em trả lời nó dài câu dài tí, đừng có trả lời nó cứ lụt lắm. À,两个箱子. Những cái xe máy tính là cũng là đeo tai nghe. Những chiếc máy tính á, thì nó là mình phải đeo tai nghe thì mình nói cho nó, người ta sẽ thua cái đoạn trả lời của mình. Là thua đấy. Ta bật lại người ta nghe mà là ta chấm điểm. Mua chúng ta không phỏng trực tiếp như thế này đâu. Chúng ta phỏng là người ta nghe, xong rồi họ cái băng ghi âm vào, xong mình sẽ gửi cho người ta. Nếu hồi xưa thì như vậy, còn bây giờ khác người ta dùng đĩa rồi. Các bây giờ người ta dùng cái ổ cứng di động hoặc là người ta thọ chua vào một cái phanh của người ta, xong người ta gửi sang bên kia, người ta chấm lại. Đã thấy không? Lý Hà Mải, suy của mắt.你要买水果吗？我不买水果。你要换钱吗？你要不要换钱？你要去哪换钱？你要去哪换钱？你要去哪换钱？啊，我去银行换钱。来，去银行换钱。你要换什么钱？你要换什么钱？我要换美元。美元，你要换多少美元？我要换一兆美元，不错。你要换人民币吗？你要换人民币吗？我不要换。你要换美越南盾吗？你要换越南盾吗？我要换。多少越南盾？你要换多少越南盾？十万越南盾。我要换10万。你要换10万越南盾。不错。今天星期几？今天星期几？今天星期五。今天星期五。不错。明天你要去哪？明天你要去哪？明天你要去哪？我去学校。你去学校，你的学习忙吗？你的学习忙吗？忙。你好，我有个问题，你的学习忙吗？我学习呀，很忙。好，那明天你要去哪吃饭？明天你要去哪吃饭？明天我要去哪吃饭？你要跟谁吃饭？Nó có hai dạng câu hỏi như là bạn muốn ăn cơm không? Với cả bạn muốn ăn cơm phải không thì là hai dạng như là
À, nhưng như nó cũng như nhau mà, phải không? À, không phải không, thì là ma. Thế thì nếu nếu như mà mình trả lời là trailer thì đúng rồi, thế là đúng rồi. Nhưng mà nó bảo mình là bạn đi ăn cơm không? Thì chị Hoan chưa phát mà. Bạn đi ăn cơm không? Chị trả lời nhé. Chị Hoan, thích. Tại chị Hoan nếu mình trả lời trailer thì không được. Trailer thì nó cũng nói chung chung vào, nó không đúng, 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 đúng cái câu trả lời, nó không đúng lắm. Thì nếu như nó mình, chung. Mình muốn trả lời là trailer thì mình phải trả lời cho câu hỏi gì đó. Thì câu hỏi đúng hay không? Tùy mà. Đúng không? Tùy mà. Tùy là đúng rồi. Tùy mà. Tùy là đúng rồi. Tùy mà. Tùy mà là đúng không? Tùy mà. Tùy mà. Đúng. Đúng rồi. Tùy là đúng rồi. Đó. Tùy mà. Tùy là đúng rồi. Đó. Tùy mà. Tùy là. Nếu như là không dùng tùy tùy thì mình không dùng, không trả lời mình đôi khi một số trường hợp người ta muốn trả lời ngắn gọn, người ta muốn trả lời cho nhanh, người ta có thể dùng tùy được. Tùy được. Lúc đó hôm nay bạn đi bác đi không? Chính nên để truy phải chứ mà. Hoặc là hôm nay bạn đi làm không? Chính nên để truy phương tuôn mà. Thì mình trả lời ngắn gọn là tuổi. Đúng không? Đúng. Tuổi. Đúng. Thế là trả lời đấy không xong nghĩa lắm. Nó làm chung chung, trả lời cho qua. Tuổi, đúng. Chứ không cần phải trả lời làm. Chính nên một truy phương tuôn. Nó hơi dài. Một truy phương tuôn, đi làm. Đúng không? Một truy phương tuôn. Còn cái pháp mà truy là sư học sao? Câu hỏi theo dạng là khẳng định phủ định hay khỏi chính phản này? Khỏi chính phản, khẳng định phủ định. Làm ví dụ là đúng hay không đúng? Tuệ cũng tuệ là đúng hay không đúng? Hiểu không hiểu? Không, hiểu mới hiểu, là hiểu mới hiểu. Có hay không có? Ní hiểu mới hiểu, xem dự bạn có vali? Có vali không? Ní hiểu xem dự mang? Bạn có vali không? Ní hiểu xem dự mang? Đúng rồi, bạn có vali không? Nếu là ní hiểu mới hiểu xem dự mang? À không, hiểu mới hiểu thì không cần dùng từ man nữa, vì hiểu mới hiểu nó đã bao gồm là câu hỏi rồi. Có, không có, không có chữ từ hỏi. Được. Dịch ra từ. Bạn có vali hay không? Có vali hay không? Có dịch như vậy cho nó xuôi, nó dễ nghe. Từ hay thì ma. Ma, đúng rồi. Thì ma, chúng ta muốn dùng từ ma nhưng mà chúng ta đặt câu hỏi thì không có dùng câu hỏi chúng ta thì chúng ta dùng từ ma thì cơ. Vì hiểu xem. Thứ hai là cái thứ nào? Sao mà? Tùy của tuổi, đúng hay không đúng? Hoặc là tùy mà, đúng không? Tùy của tuổi, đúng hay không đúng? Tùy mà. Nhiều xem dưỡng nam hoặc có linh không? Mấy hiểu? Không có mấy hiểu nữa. Đúng không? Đúng không? Tức là, nếu mà mãi sớm mất, bạn muốn mua cái gì thì không được nói là gì, nếu mà mãi sớm mất mắt. Bạn muốn mua gì? À, được không? Nếu mà mãi sớm mất mắt, bạn muốn mua gì không? Được, có thể, cái đó nó có thể kết hợp được. Nếu mà mãi sớm mất mắt, bạn muốn mua gì không? Có thể kết hợp được. Và đi ra mặt sớm mắt, bạn muốn mơ gì đó. Rồi, em cửa còn hỏi gì? Thi viết, thi trên giấy, em phải thuộc từ đó, em phải viết được, em phải tập viết ở nhà. Thì trên máy tính thì em chỉ cần gõ thôi, vì mình gõ thường xuyên ở trên máy tính là mình sẽ thi rất là dễ dàng. Nhưng mà thi trên máy tính chỉ có thi ở Trung Quốc thôi. Ở Việt Nam có mà? Có. À, Việt Nam chỉ. Đấy, có xin lỡ, có hát ca như thế nào phải? Hát ca, hát ca thi trên giấy. Rồi. Nhưng bây giờ em đang bị đánh, nếu mà em nhìn mặt chữ này thì em nhìn được. Nhưng mà nếu mà em biết lại từ đấy thì sẽ xuống. Giống như mình về em. Em phải biết nhiều mà, em biết chưa đủ lượng. Yeah. Biết chưa đủ yêu cầu, thì nó nên là nó vẫn còn chưa phần đạt chữ được. Có hai ngày em biết hết một cả hai mức. Em phải đầu tư, em phải biết nhiều mà. Một cái chữ em phải biết là 3 dòng. 3 dòng. Em biết 5 dòng. Ngày nào phải biết lại. Mỗi ngày biết 5 dòng cũng đủ. Em biết. Ngày nào em biết 3 dòng cũng học hai chữ. Em vẫn chưa đủ. Trước khi học bài mới phải biết là bài cũ đã. Em biết là bài mới. Em cũng biết rồi, còn biết là một chữ cái. Nhưng mà đang thi viết giấy thì mình không đi đúng không? Viết giấy thì viết bút chì nhá. Chì. Thi là trên giấy thì viết bút chì. Chì viết sai, chẳng thì gõ sai. Để mình tô cái gì tô đậm ấy. Câu hỏi ABCD. Tô đậm câu hỏi ABCD. Nó chấm bằng máy. Nó chấm bằng máy, không chấm bằng tay đâu. Nhưng mà thường hay là trách nhiệm nhỉ? Có cả trắc nghiệm, có cả điện từ này, có cả viết này, có cả viết này, viết câu hỏi ra, nghe đọc viết ở Việt Nam cũng thi nói, ở Việt Nam cũng thi nói, chứ ở thi ở Trung Quốc thì là thi nói. Không có, đấy là chỉ có thi ở Trung Quốc thôi. Ở Việt Nam chỉ có thi ba kỹ năng thôi, nghe đọc viết thôi, nghe đọc viết được từ HSK 3, 180 điểm luôn. Chia ra 3 đài, 3 điểm. Nghe là 60 điểm, đọc 60 và viết 60. Điểm tối đa là gì ạ? Điểm tối thiểu. Tối thiểu là phải 180 điểm, 80. Từ
tối thiểu. Đấy, đối với hạng Sky, còn đối với tôi sẽ là em không lo lắng. Tôi sẽ là 68 rồi. Tôi sẽ là có điểm biệt không? Có điểm biệt đấy. Có điểm biệt. Còn hạng Sky không có điểm biệt. Hạng Sky không có điểm biệt, nó dễ thở hơn. Tối thiểu là phải 61 này. Em thi hạng Sky 3 trở lên thì phải 180 điểm. Tổng điểm 31. Tối thiểu đặt tổng điểm 31 là 180 điểm. Tối thiểu không phải 60 trở lên. Chẳng cần đâu. Ví dụ em một nghe hiểu em làm thế nào được. Chẳng cần biết. Không cần điểm liệt. Trong HK không có điểm liệt. Em kể em khi phần nghe hiểu em chỉ thi được 30 điểm thôi. Nhưng mà các cái tổng điểm. Các môn còn lại. Hai môn còn lại em thi được điểm cao thì em là nó bù lại tổng điểm 180 rồi. Nghe được không điểm. Thầy có. Thế thì không có điểm liệt gì được. Không điểm. Nó không là rõ, nó chỉ nói là nó như bảo tổng điểm 180 là ok rồi. Tức là sao? Tức là có môn dưới 60 điểm không biết gì cả, chứ nó không nói rõ là không điểm là bị điểm gì. Nhưng mà chắc là không đến nó không đâu. Làm gì đến nó không? Em tính bừa A xong hết là nó là một điểm. Người ta bỏ, người ta không làm cái gì đấy cho gì có thể chắc là người ta nghĩ em là em cố tình, người ta cố tình. Chưa có trường hợp đó, chưa xảy ra trường hợp đó. Ta nghỉ ngay có vấn đề. Tôi là mỗi 68 điểm trở lên. Tăng điểm xong. Thế em đi sẽ đi điện lực cho nó lành, điện lực cho nó lành dễ đi. Điện lực thì là dùng hàng. Dùng HSK, THSK. Giản thể. Thì tôi sẽ lần cũng giản thể đấy. Đi Bắc Kinh thì là giản thể. Thế bác đi lại Đài Loan. Đi đâu lại dùng một thể? Đi Đài Loan. Đi Đài Loan thì dùng một thể. Đài Loan, Đài Loan. Đài Loan bây giờ dùng đô sao nhỉ? Hồng Kông không biết. Sao? Hồng Kông có dùng một thể. Hồng Kông có một thể à? Nhưng mà sao không tốt hơn rồi anh? Thế nào? Sao cả hai liệt tốt? Em thích sang cái nào được? Em thích học nhẹ nhàng, không phải nhìn viết chữ nó lằng nhằng thế, dùng sang đại lục. Còn em muốn biết là em muốn tức là có bị sao không? Anh sợ rồi. Vì mọi người có lý do sao phải lo chứ? Anh sợ vì Trung Quốc nó phân ra làm hai nửa, một nửa là đảo Đài Loan, đảo là một đảo, đảo chứ mà là cái gì? Nó tách ra khỏi Đài Loan, còn Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc. Nó là nước độc lập mà. Nó tách rồi. Mà Trung Quốc không cho tách. Mà Trung Quốc nó không đóng thích, nó không cho. Thì mà có Mỹ thì bảo nó tách rồi, tách rồi. Mỹ bảo tách rồi, Mỹ ủng hộ mà. Mỹ công nhận. Mỹ cũng không nhận. Cả nước công nhận, cả thế giới công nhận là Đài Loan là một nước. Vâng, Đài Loan là một nước thì nó là một nước. Thế Đài Loan có phải lập riêng mà có liên quan đến Trung Quốc không? Thì Đài Loan là người Đài Loan. Chứ người Đài Loan phải người Trung Quốc. Đài Loan không là người Đài Loan. Người Đài Loan hết là Trung Quốc. Người Đài Loan là Trung Quốc. Người Đài Loan là Trung Quốc nói khác một tiếng nhau. Nói chung đúng không? Lấy tiếng địa phương nó khác nhau, còn tiếng Trung thì nó nói chung là tiếng Trung có thể, à tiếng Trung phổ thông. Tiếng phổ thông thì nó tiếng Trung. Nói chung. Tiếng Hoàng Sa, tiếng Trích Giang thì nói kiểu tiếng địa phương khác đúng không? Đúng rồi. Người Đài Loan khi mà làm việc với nhau, người bạn đến với nhau họ dùng tiếng Đài Loan với nhau. Khi mà họ nói với người nước ngoài họ dùng tiếng Trung phổ thông. Cùng nói một tiếng sao? Tiếng Trung phổ thông thì có viết theo giản thể và viết theo phổ thể đều được, đều đọc được, đều ra được tiếng, đều đọc được. À, tiếng Trung giản thể và phổ thể phiên âm như nhau, nhưng mà chữ thì khác nhau. Chữ thì nó thì giản thể thì nó chữ nó lược bỏ, nó sạch lược đi. Còn phổ thể thì nhiều nó, cái phổ thể nó các cái chữ cổ nó viết ở trên chùa đấy, anh cứ ra chùa anh viết xem chữ cổ. Ở chùa là phổ thể à? Phổ thể đấy, chữ cổ đấy. Chữ Hán cổ đấy, chữ Hán cổ là chữ là bọn Đài Loan vẫn dùng chữ Hán cổ, nó không muốn giống Trung Quốc. Không thể sửa, không muốn giống Trung Quốc. Nó nét đúng Hán, cái đúng Hán, không đúng Hán. Là khó mình nữa. Nên là nó bao giờ cái phạm vi từ vựng nó cũng để cao được, sau bọn quản quản lại lực. Các bạn nó kết nhau mà. Bây giờ bên Trung Quốc đại lục chỉ cần tốt nghiệp như năm phải là được sang đấy du học Đài Loan là 6,5 chẳng hạn. Chỉ muốn nó lên cao hơn Trung Quốc đại lục. Nên là em cứ kiến thức đi, kiến thức kỹ đi. Em bảo thằng táo rồi. Kiến thức kỹ hơn nha. Được chưa? Em chắc xong, mới căng thẳng đi. Thế chưa lớp mình hôm nay là học hỏi có thể đấy. À, cho em chắc lên đi.
Hèn trang linh, trang linh. Nó có đi phút nữa. Anh Ly đó, Ly đâu đó? Ly á? Ly lên đây. À, anh Ly là lỡ ra đây rồi thì phải lên, chứ không được là chùn nữa. À, em Ly này, mình chào A Lý mất trước mắt. Mình chào A Lý mất. Mình chào A Lý mất, em tên là Ly nhỉ? Mình chào A Lý mất. À, thôi ạ. Mình tên là trượt rồi, trượt. Phải trượt rồi, trượt. Nói là, à, mình chín điện chúng ta là. Mình chín điện chúng ta là. Anh mẹ bắt cửa rồi, mình chín điện chúng ta là. A Lý sơ là. Thắng lên luôn đấy. Nghe có rõ không? Ngồi nghe có rõ. Thì xin anh 21 岁了. À, nì xuế hàn ủy chỉ có vừa lắm. Nì xuế hàn ủy chỉ có vừa lắm. Mấy tháng rồi? Chỉ có vừa lắm. Nì xuế hàn ủy chỉ có vừa lắm. Mấy tháng rồi? À gì? Hai tháng rồi là gì? Hai là gì? Lẹp. Lẹp có vừa lắm. Vì cứ là lượng từ rồi nên tôi dùng từ lẹp. Ngồi xuế hàn ủy lẹp có vừa lắm. À, các bạn đi chung. Được rồi. Lẹp cơ vừa là hai tháng rồi. Nhi chưa tới chưa hai mươi hai mươi tầm nhau. Nhi chưa tới chưa hai mươi tầm nhau. Nhi chưa tới chưa hai mươi tầm nhau. Hai mươi tầm nhau. Nhi chưa tới chưa 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 你在家复习生词吗？你在家复习生词吗？嗯。哎，我讲过，我等你们好。你在家复习生词吗？有。有对吗？搞好点了。那我在家复习生词。那昨天晚上你去哪？昨天晚上你去哪？啊，我都跟你聊呢。昨天晚上你去哪？你去哪？在家好着 ，OK， 那个，昨天晚上在家，你在家做什么？在家做什么？要不你来接。你在家做什么？我在家学汉语。学汉语，啊，你上网学汉语吗？你上网学汉语吗？哎，你好，听众朋友，你上网学汉语吗？哎，你好，听众朋友，不。不知道，啊，行，可能不知道。不是，不怕，不是，不怕。啊，不是，不怕。不是，是。嗯，是哪样？不是。嗯，不怕。啊，那个，你常常上网吗？你常常上网吗？哎，这里马哥，你常常上网吗？哎，这里马哥。你常上网吗？你常上网做什么？你常上网做什么？你常上网做什么？我常看电影，不错，看电影，不错，看电影了，生病，不错，你，好在哪？啊，好的，你属什么？你属什么？哎，对，公鸡，你属什么？对，公鸡。你属什么？就叫你牛，好不好？你属虎属牛，那个，你哪一年出生？不叫你出生呀，好不好？那对，对吗？那个，你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？六啊，六六。你查了六啊，六日是吧？看什么日？八月。六日八月，双十八哦，六日八月是吧？你的朋友参加你的生日吗？你的朋友参加你的生日吗？来，参加。是几月份？来，参加哦。你的朋友参加你的生日吗？没有。啊，没有，没有。我通告啊，他们没有参加你的生日。不错。你喜欢过生日吗？你喜欢过生日吗？还得搞些年糕。你喜欢过生日吗？
你喜欢过新年吗？哎，你找那么多，你喜欢过新年吗？过新年，嗯，不错，啊，很好。那你属什么的呢？你要喝什么？我问你，你要喝什么？要喝茶。啊，要喝茶。你的朋友喝什么？朋友喝什么？你的朋友喝什么？朋友。你的朋友喝什么？咖啡，啊，很好。你要买裤子吗？你要买裤子吗？啊，莫莫的，我混合。你要买裤子吗？我要买裤子。裤子，很好。你要买几条裤子？你要买几条裤子？哎，莫莫没去滚。你要买几条裤子？我要。你要买几条裤子？两条裤子。两条都得滚呀，两条裤子。啊，很好。你要买牛仔裤吗？你要买牛仔裤吗？我要买牛仔裤哈。你要给谁买牛仔裤？你要给谁买牛仔裤？我要给谁买牛仔裤？我要买。给谁买牛仔裤？你要给谁买牛仔裤？来，我摸滚，保证安。我要给谁？我要。你要给谁买牛仔裤？你摸滚保证安。我要买。叫他给什么？叫他给什么？我要买给朋友。给朋友买牛仔裤，可以吗？不错。你常常去超市吗？你常常去超市吗？哎，你是理科？你常常去超市吗？不常去超市。那得得，那你听了才来搞题目和做了这个，题目是，这个。Thật ra anh cứ, em nghĩ là có cái tiếng mở, có nghe một ít, có nghe một ít, nhích lên một ít. Được rồi, anh cứ ngồi đấy, xong. Được rồi, anh cứ ngồi đấy, không sao. Em... Sao không có bản này đấy? Sao không có bản? Sao lên, sao lên đi. Em đi rồi, anh xuống đi đấy. Anh đi ngồi đấy, còn... Còn cảm ơn, nghe. Cảm ơn đấy. Chào nghe. Không, chúng ta phải làm đúng quy trình, đúng quy trình. Và họ vẫn là phải một bộ phận tâm là gì cho sớm mắm mình dự cái gì thì cho sớm mắm mình dự cái gì anh cái gì này chào 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 chào你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？我的生日的话，我的生日办是几月几号？八日。啊，八日。三月。三号。啊，三号。啊，三月。八月。八月很大。三。八月很大吗？三月，三月，三月，三月，八日，三月，八日，八号，三月，八号，三月，日号是一样，就跟那个啊，真的，你喜欢过生日吗？你喜欢过生日吗？我很喜欢。过生日啊，生日的时候，有谁给你礼物吗？生日的时候有谁给你礼物吗？六，ngày sinh của em, sinh của em thì có ai tặng em quà không？有谁送你，给你生日礼物吗？有啊，当然。他们是谁呢？好啦，他们是谁呢？他们是谁？我朋友。啊，他们是朋友。是我。朋友还有呢？啊，你家人，家人，你家人，啊，不错，你家人。你喜欢什么礼物？你喜欢什么礼物？哎，这款子。你喜欢什么礼物？你喜欢什么礼物？我喜欢多礼物。你喜欢什么礼物？汽车。汽车不多。汽车。房子，伢，我伢不生，伢不生。汽车。汽车和房子的伢。房子，伢。汽车和房子。你喜欢美元吗？
你喜欢美元吗？我很喜欢。喜欢，是吧？你喜欢老公给你美元吗？哎，你怎么对？你多少？老公，他给你。给你美元。给我美元。给我美元。他给你钱多吗？他给你钱多吗？哎，他给你点油吗？他给你钱多吗？多钱？很多钱。很多钱。很多钱，你喜欢吗？喜欢吗？你好。不喜欢。不喜欢。不错。那明天你去上课吗？明天你去学汉语吗？明天你去学汉语吗？我去学。不去。明天你忙吗？明天你忙吗？明天呢，我很忙。很忙。你忙什么？你忙什么？忙个什么？忙去玩。又忙完了。那你去玩，你就，你想去哪玩呢？你想去哪玩呢？哎，摩尼特州，你想去哪玩呢？我去玩。你想去哪玩呢？哎，摩尼特州。去玩呢？你想去哪玩呢？公园、公园，还是去哪？我不去玩，不去公园。不去公园，很好。很好。那你想去旅行吗？你想去旅行吗？哎，摩尼朱尼克，你想去旅行吗？我。你想去旅行？哎，摩尼朱尼克，搞啥子？我想去旅行。你想跟谁去旅行？你想跟谁去旅行？哎，摩尼朱尼克吗？你想跟谁去旅行？我。你想跟谁去旅行？我不是。哎，摩尼朱尼克，跟谁呢？跟妈妈一起去旅行，老公怎么？老公，爸爸，孩子，跟孩子去旅行，不错。你的孩子多大了？你的孩子几岁了？你的孩子几岁了？没亮了，没多少。你的孩子几岁了？孩子，你的孩子几岁了？两岁了。还不到两岁。不到两岁。他喜欢去玩吗？你的孩子喜欢去玩吗？来来，我给你讲讲。喜欢。他喜欢去玩。不错。很喜欢去玩。不错。你喜欢买衣服吗？你喜欢买衣服吗？我很爱。还喜欢买衣服。我很爱。你喜欢买鞋吗？对墨子一个，你喜欢买鞋吗？喜欢。你喜欢买鞋对吗？不错。买鞋。你家有几双鞋？你还搞买肉仔？你家有几双鞋？我家有几双鞋？两双鞋，还肉仔有？不。没多。没有。几双鞋？三十双。啊，没多。三十双鞋。三十双。谁给你买？哎，莫这样没？谁给你买三十双鞋？我买。我妈买。你妈给你买。我老公买。你妈妈你还有老公？没有买。那个三十双，不太多，后面狼，不太多，后面狼，三十双。OK， 那我到安娜站来，公司了，我拿裤子来，拿裤子来，回来安娜哥哎，那个上来那个大老板哥去坐坐几下，去坐嘛几下呢，坐来你们的，坐几下，坐几下了坐的欧洲的哈，那边，那你可以面对我们吗？我到安田给我到，哎，坐几下，几下，坐几下嘛，你听个歌呢，身体上好了。我都完了。他不是朋友，什么友？我不知道。nó có chưa được là sẽ sạch mẽ. Em có cho bạn nó
liên tục có chỗ đỗ xe, có chỗ đỗ xe ở ngoài trời, liên tục có chỗ đỗ xe. Ngoài trời thì không có. Không phải, không thể em bị hầm nữa, bị hầm, có cả hầm mà, có cả hầm, hầm để xe. Không thì em lên ngồi ngoài trời nữa, ngoài trời cho nó thì họ 2 tiếng thôi mà. Ngoài trời cho nó cơ động, đi cho nó đỡ phải lên lên thẳng xuống hầm. Cười nhỉ? Chính nhiên thì lên mà, chính nhiên thì chỉ là lên mà. À, thì chúng ta khẩn lệnh, đúng không? Nhị chư hoàn phan, nhị chư phan lắm à? Hoàn sang nhị chư phan lắm à? Quán tối chưa? Hải miền chư phan. À, nhị chúng ta ưa mà? Nhị chúng ta ưa mà? À, ưa. À, lý giảm chư nào chư phan? Lý giảm chư nào chư phan? Em muốn đi đâu chứ? Lý giảm chư nào chư phan? Chạy chạy. Chạy chạy chư phan, đúng không? À, suế chư phan à? Suế tại chạy chư phan. Ở nhà nước ăn nước cơm, ở nhà ăn nước cơm, suế tại chạy chư phan. Anh cướp nhỉ? Suy. À, nhị ma chú phạm đúng không? À, nhị ma chú phạm, đúng rồi. À, nhị tháng tháng kênh phóng hiệu chú hoán mắc. Nhị tháng kênh phóng hiệu chú hoán mắc. Kênh. À, kênh phóng hiệu chú hoán, đúng không? Tháng kênh phóng hiệu chú hoán, đúng rồi. À, nhị hiệu mấy hiệu sổ chí? Nhị hiệu mấy hiệu sổ chí nữa? Anh có đi làm đâu? Nhị hiệu sổ chí, nhị hiệu chính cơ sổ chí? Nhị hiệu chính cơ sổ chí? Liệt cơ sổ chí, đúng không? Đúng rồi. Nhi hiệu khí của sổ chí mắc. Nhi hiệu khí của sổ chí mắc, đúng không? Nhi hiệu, đúng không? Nhi xin quan nhi hiệu khí của sổ chí mắc. Anh xin quan, đúng không? Nhi hiệu khí của sổ chí mải là bố sảo chén. Nhi hiệu khí của sổ chí bố sảo chén. Bố sảo chén. Bao nhiêu tiền? Nhi hiệu khí của sổ chí bố sảo chén. Hạt đứa chén, đúng không? Hạt đứa này. Tức là nhị cân suy ý chí chú, nhị cân suy ý chí chú, em sẽ ở cùng với anh, em sẽ cùng với anh, nhị cân suy ý chí chú, nhị cân suy ý chí chú, papa, papa, mama ý chí chú, thấy không? Ờ, đúng rồi. Là nhị sẽ mặc gì? Nhị sẽ mặc gì? Mặc quần áo. Nhị sẽ mặc quần áo. Nhị sẽ mặc quần áo. Nhị sẽ mặc quần áo. Mặc quần áo. Nhi chẳng chuan, à chuan, nhi yo, nhi cha yo, nhi yo tại khu măng. Nhi cha yo, nhi yo tại khu măng. Nhi yo con bò không? Nhi yo, nhi yo, nhi yo tại khu. Nhi yo, à thôi. Nhi yo chỉ tháo, nhi yo tại khu. Nhi yo chỉ tháo, nhi yo tại khu. Hẳn tua, à hẳn tua nhi yo tại khu. Nhi yo chỉ xoan xế. Nhi yo chỉ xoan xế. Có mấy đứa giấy? Nhi yo chỉ xoan xế. Nhi yo chỉ xoan xế, có mấy đứa giấy? Nhiều chỉ xoắn chéo, anh có mấy đôi giày? Liêu xoắn chéo. Hả? Mấy đôi? Chỉ xoắn. Liêu. Liêu xoắn chéo. Liêu xoắn chéo, đúng rồi. Nhiều. 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 你的生日是几月几号？你的生日是几月几号？几月几号？你的生日呢？是几月几号？啊，年么牛哎，还是年么牛？八号，几月？几月？他们一月，八号一月，打他们八号一月，你的汉语班有几个同学？你的汉语班有几个同学？你的汉语班有几个同学？八个同学，看看，你的同学叫什么名字？你的同学叫什么名字？我的同学叫什么名字？你的同学叫什么名字？他叫什么名字？安庄，阿林吗？安庄，那一会儿你要去哪里？一会儿你要去哪？一会你要去哪？那你呢？那你呢？一会儿你要去哪？去哪？啊，去工作。你的工作忙吗？你的工作忙吗？很忙对吗？你的工作很忙。不错。第二，那星期天你也去工作吗？星期天你也去工作吗？星期天。我住。啊。总在啊，你常常工作，然后你工作常常工作到几点？那
Hết từ làm việc đến mấy giờ? Thì chẳng chẳng cung chùa, tạo chỉ điểm. Thì chẳng cung chùa, tạo chỉ điểm. Hết từ làm việc đến mấy giờ? 12 giờ. 12 giờ, ổn rồi. 12 giờ. Ok, 12 giờ. Ok. Thế là em đang dừng, à gì ạ? Anh cười thế ổn rồi. Nhưng mà là bốn giờ. Biết, mấy giờ là 12 điểm. 12, 12. Điểm là giờ. 11 điểm 11. 11 điểm 11, 12 điểm 12, 13. 14 điểm 14. Ok, anh Tâm, anh giúp anh Tâm đấy. Bao giờ phát bằng rồi? Phát bằng? Bằng gì? Tốt nghiệp rồi. Chưa, anh Tâm kìa bác. Chưa, anh Tâm lâu. Em chưa, anh không phải là lớp. Em phải là lớp. Chưa được đến lớp. À, đúng không? Nhi, chưa sớm bằng miếng rồi. Anh chưa gì? Nhi chưa sớm bằng miếng rồi. Quân. À, biết gì? Quân. Tâm là A-Z. Cái A-Z. Đúng không? Nhi chưa đến tuổi ta là? Chín điểm total là? Không. Nè, bao tuổi rồi? Mình chín điểm total là? Wow. Mình chín điểm total là? Wow. Nè, bao tuổi rồi? Chín điểm. Wow. Chín điểm total là? Wow. À, 25. 25 tuổi rồi. À, nhìn thấy công chúa chuyện gì hả mắt? Nhìn thấy công chúa chuyện gì hả mắt? Nhìn thấy công chúa chuyện gì hả mắt? Công chúa khẩn thận. À, nhìn thấy cung chùa bằng mắt, nhìn thấy cung chùa bằng mắt. Quần cơm cung chùa bằng mắt. Mình nghe là xin chi thiên bị cung chùa mắt. Xin chi thiên bị cung chùa mắt. À, bị cung chùa mắt. Xin chi thiên bị cung chùa mắt. Chủ nhật có làm việc không? À, xin chi thiên bị cung chùa mắt. Xin chi thiên của cung chùa. Nà, nì cung chùa được rồi, nì yào chi nào đi? Nhi bu công tác được rồi, nhi chi nào? Nay không làm việc thì đi đâu? Nhi chi nào? Nhi chi nào? Xin nhân của nhà trai. À, hay là nhà trai? Nhà trai chưa xong mà? Chi nhân nhà trai chưa xong mà? Chưa xong mà? Nhi trai chưa xong mà? Chưa hoàn, trai chưa hoàn, nhà trai chưa xong. Nhi chạy chạy chưa xong mắt, anh nhìn làm gì? Chạy chạy. Chạy chạy. Nhi chạy chạy, chạy chạy. Đúng rồi. Thế này, nhi chạy chạy vào bao nhiêu điểm? Anh ngủ mấy giờ? À, chúng ta thử chạy chạy mấy không? Đúng chưa? Đi ngủ chưa hả? Thế thôi. À, thế nào? Nhi ta công sư yếu chỉ cơ chư yếu. Nhi ta công sư yếu chỉ cơ chư yếu. Công ty có bao nhiêu nhân viên? Là công sư yếu chỉ cơ chư yếu. Yếu chỉ cơ chư yếu. Có bao nhiêu? Yếu chỉ cơ chư yếu. Của tôi công sư yếu y cơ chư yếu. Mà nhân viên là? Y hoàn quản chư. 100 y bạc. Y bạc. Y bạc cơ chư yếu 100 nhân viên. Nhi chư phan là mà? Mình chưa phân, em ăn cơm chưa? Mình chưa phân đúng không? Mình chưa phân, đúng không? Mình chưa phân. Nó chuyên thiên, nỉ chuyên tân lây mắm. Chuyên thiên, nỉ chuyên tân lây mắm. Chuyên thiên, nỉ chuyên tân lây mắm. Lây, cảm thấy mệt không? Chuyên thiên, nỉ chuyên tân lây mắm. À, chuyên tân, hẳn lệ. Hẳn lệ, đúng không? Nỉ chuyên tân ưa mắm. Nỉ chuyên tân ưa mắm. Em cảm thấy đói không? Nỉ chuyên tân ưa mắm. Đó là ưa, chúng ta là ưa. Nhi yêu ưa, nhi yêu ưa sầm mắt. Nhi yêu ưa sầm mắt, đúng gì? Nhi yêu ưa sầm mắt. Cà phê, nhi yêu ưa chỉ bị cà phê. 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 Nhi yêu ưa chỉ bạn em là bạn em bạn người bạn 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 bạn
水果汁，水果汁来镜头。他喜欢喝水果汁。你喜欢什么颜色？你喜欢什么颜色？哎，听我声音，你喜欢什么颜色？我喜欢啊。你喜欢什么颜色？听我声音。黑色。黑色啊，你喜欢黑色。OK， 怎么不？哎，他不走。哎，他来电话拨的了，哥，哥电话没了。啊，哎，哥来报销。那个啊，就来一个，你那边来了，就来一个。Hi. Hello. 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 Hello.我得问在你妈那边，我不得问。那我得拉的。那个，那个，học tiếng xong rồi em về làm việc. Nó nhà. Chuyên ngành của em. Anh dẫn ta đi học cả chứng lệnh như thế này. Về kết quả của tình của em. À. Cả chứng lệnh. Em xem rồi, cũng học đấy đúng không? Ừ. Được bên trả đấy. Được, bên trả. Em đi về đây. Được, được. Được, được. Được, được. Được, được. Được, được. Được, Dạ. Dạ. Anh Trang có con anh gì à? Anh Cường có biết dẫn Trang khổ lắm. Anh có nhìn cái của Mai không biết không biết không biết. Được chưa? Để máy đi ạ. Anh để cho vui thôi. Thì anh. Chơi lên đấy mà. Thì tại anh mới quay. Cô đừng quay. Anh em bảo cũng được. Anh để cháu lên anh đừng quay nhá. Dạ. Anh quay đâu? Có đâu? Em đừng quay. Em đừng quay. Có quay mà. À, anh sạc pin mà, sạc pin. Em nói sao đấy, em học tiếng ấy. Tiếng á? Thì... Học tiếng thì đơn giản mà. Nhưng tại vì em không có định hướng gì cho cái tiếng của mình ấy. Dạ. Không định hướng à? Chưa. Em học. Chủ yếu là sao có làm gì thì em học chuyên này kiểu đấy chứ. À. Sau này em học tiếng thì sau này em có thể làm về, về có thể làm đặt hàng này, buôn bán này, nhập hàng. Hoặc là em về làm về xuất nhập khẩu được. Anh ơi, em không học phiên dịch thì có vẻ khó nhỉ? Phiên dịch thì em học gì? Phiên dịch thì phải học nó phải chắc, học nó phải chuyên sâu, chắc bị ngữ pháp và vốn từ phong phú. Vốn từ phong phú phải phải có sát nhiều, phải có sát nhiều, giao lưu nhiều, sát nhiều, đi thực tế nhiều. Nhưng mà nếu mà nó học thì là chính chung là chính chung. Thì đơn giản không mà thì chỉ cần là học là học nó nói nhiều bây giờ học đến tầm 23, 24 nói nhiều vào. Nó rất nhiều bằng hàng ngày đi giao tiếp với người chúa là sẽ nói được hết những cái câu mà anh vừa hỏi các bạn học sinh ấy thì đều là những câu rất là đơn giản và những câu đơn giản thôi, câu rất là dễ trả lời, những câu thông dụng. Hôm nay của em là không dễ thì em bảo là em chưa học hết vấn đề chưa ôn bài đâu, em phải chưa ôn bài thì phải anh chỉ hỏi tầm những cái mà nào mà mình học rồi tầm bài người 17 trở xuống. Thế sao rồi tính vợ chồng chưa ra không được hơn? À, cho trông trẻ hơn, bà mẹ vợ anh trông trẻ hơn. Chứ mẹ vợ anh không đến đây ở được. Yeah. À, đúng rồi. Sao? Mẹ vợ anh thích ở nhà riêng. Tức là vợ anh ở nhà hai đứa riêng? À, thì vợ anh trông vì mà hai đứa mà đi sinh đôi nên là. Sao lại chia chưa? Anh tắt rồi. À, thì tôi chưa chia tay. Kể cho anh YouTube. YouTube phải kể chuyện lắm. Nãy giờ cứ bật livestream trên YouTube. Mấy người vào live. Kể chuyện tiếp. Kể chuyện tiếp. Kể chuyện hay quá.